Rồi bây giờ em sẽ test nha. Bây giờ em sẽ test thử cái cuộn là số 4 nè. Test cuối cuộn số 4 nha cả nhà. Số 4 là nhỏ nhất là 0.33, lực tải là 8,2 kg. Thì em sẽ nhấc thử bình nước 5 lít xem thế nào nha. Nhấc lên thử bình nước 5 lít với cái cuộn nhỏ nhất luôn, là cái cuộn là cuộn 0.33 là số 4 á. Đó. Thì cái này em sẽ xin ra một đoạn nha cả nhà. Cắt ra một đoạn test thử. Này là quá quá tài nhỏ luôn rồi nha, không biết nó có nhấc nổi 5 kg không nữa. Tại trong đây thì lực tải tĩnh, lực tải của nó ghi là 8,2 kg. 8,2 kg mà này quá nhỏ này không biết có nảy nổi không nữa. Hy vọng là nổi. Nổi là mới cước xịn chứ. Đây, em sẽ xin ra một đoạn nha. Cước rất là mềm mà rất là mượt luôn. Nè, rất là siêu nhỏ luôn. Đó, bây giờ em sẽ cột em cách kéo thử cho cả nhà xem nha. Nó với cái size có 33 thôi, em test thử nha. Ba ba mà giờ kéo lên chừng 5 kg như thế nào nha cả nhà. Căng nha. Trời đất ơi. Không ngờ. Này như cái nhà dạ chẳng quá, em tôi không nổi chứ, bình nước 5 lít, chỗ nó siết vô nè, cái ok size có 33 thôi, size nhỏ nhất á, ok. Em tự không nổi nha. Bây giờ tiếp tục thì em sẽ test về cái độ mài mòn của nó. Thì lúc nãy là em vừa test về cái size nhỏ nhất là size 33, là nhấc 5 lít, còn size 60 thì nhấc 10 lít. Thì bây giờ em sẽ lấy tiếp cuộn cái size 60 nè các bạn. Em cà thử nha. Nói chung cà vô bê tông để mình test về cái độ mài mòn á. Thì nãy theo kiểu như là giãn sóc thì mình đã test về cái cân nặng lên rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ test thử về cái độ mài mòn của nó. Ok. Size này luôn nha cả nhà. Chiều mài mòn cũng khá là tốt nha cả nhà. Tức là mình test về mài đưa bê tông á, khi câu mà gặp cá nó vô, nó vô chà hoặc vô gốc rồi các bạn. Hello cả nhà. Đó, thì hôm nay shop em lại tiếp tục về một dòng cước cực kỳ chất lượng luôn. BioShock, hàng made in Sa Păng nha cả nhà. BioShock made in Sa Păng, hàng nội địa của Nhật. Hàng này là hàng nhập khẩu nha cả nhà. Đó, thì ở đoạn đầu clip á, em có một cái đoạn test cước. Thì trong đó em test cái size nhỏ nhất là size số 4, 0.33. Em nhấc bình nước. Và cái đoạn mà em cạ vô bê tông á, là size 0. Hình như 0.60, 0.66 vậy cả nhà. Đó. Thì em cạ bê tông. Thì các bạn thấy là cái cước mình được cái là nó dai, nó mềm, nó mượt và ít xoắn. Chịu được mài mòn luôn nha cả nhà. Chịu được mài mòn. Thì ở đây anh em có thể chọn size nhỏ, size vừa để câu sông, câu hồ. Anh em muốn câu biển, câu cá lớn, lấy size lớn. Tại vì em về nói chung là cũng tương đối là đầy đủ size. Nhưng mà ba cái size mà em lấy nhiều nhất á, là số 10, 12 và 14. Lý do là ba size này anh em mình thường câu hồ dịch vụ. Tức là em thấy là mấy anh em thường câu hồ dịch vụ nên em lấy cái size này nhiều hơn. Còn những size còn lại là cũng có anh em cũng có lấy. Đa số thì size lớn á, thì anh em câu biển
anh em mà câu biển á hay dùng. Còn cái size vừa vừa có thể là câu sông hồ, câu suối, câu đập gì đó tùy các bạn. Đó. Thì ở đây em bây giờ em sẽ quay lại sơ sơ về những cái cuộn cước, những cái size cước hiện tại shop em đang còn nha cả nhà. Shop em đang còn. Thì ở đây á thì em bây giờ á thì em size nhỏ nhất của em á thì nó chỉ còn size số 5. Số 5 thì nó rơi vào khoảng là 0.37 mm. 0.37 mm nha cả nhà. Số mét là 2000 m và số ký là 10, tải là 10 kg. Nó hàng này là hàng nhập khẩu Made in Japan các nhà thấy không, Made in Japan. Nó có đầy đủ tem luôn, từ tem mã vạch nè, check thông tin nè, tem công ty nhập khẩu nè, nó và những cái tem đi kèm, đầy đủ thông tin hết nha. Hàng này đảm bảo các bạn là hàng chuẩn, hàng chuẩn Nhật, hàng nhập khẩu đấy. Thì cả nhà mà muốn biết thông tin chi tiết á, cả nhà cứ kéo xuống cái phần mô tả. Thì trong cái phần mô tả của cái clip này, em có để một cái list danh sách các size luôn, các size cước, rồi cái độ tải cước và chiều dài cước, nên anh em có thể là tham khảo ở dưới clip này. Thì ở đây em sẽ đi sơ sơ thôi, đi sơ sơ. Đó thì size số 5 nè, size số 6, số 5, số 6 em còn. Đó, số 7, hiện tại thì đang hết số 8. Màu thì là màu kiểu như màu hơi hơi xanh nhẹ, cái màu này cũng không gọi là màu xanh nữa, nó hơi đục đục cả nhà, màu trắng đục đục. Đó. Cái màu nó kiểu giống như cái màu của cái khúc này, cái khúc này này nè. Đó. Kiểu giống như màu rêu của húng ra rêu, kiểu như màu gọi là màu nho, kiểu giống như màu nho, màu nho đúng rồi, màu nhỏ vỏ của màu nho cả nhà. Đó, ở đây em còn size số 5 nè, số 6, số 7, 5, 6, 7 ha. 7 rồi 10, 10 nè, 12, 14, 16. Bắt đầu tới size số 16 là hơi lớn lớn rồi nha, cả nhà. 16 là rơi vào khoảng 0.66 rồi đó. Thì mọi thông tin chi tiết em để dưới đây nè. Anh em chọn cái phần mà kéo lên, sẽ dưới phần mô tả nó sẽ có đầy đủ một cái list danh sách luôn. Là về cái đúng ví dụ như size số 16. Thì độ dày của cước là 0.66 mm, tải cá 25 kg, chiều dài 700 m. Anh em lưu ý nha, cái cuộn mà size nhỏ á, thì nó sẽ nhiều mét hơn là cuộn size lớn. Cái này á, theo kiểu như Nhật người ta tính về cái trọng lượng của cước, chứ không người ta không quy đổi theo ví dụ như size nào cũng cùng độ dài là không phải nha cả nhà. Ví dụ số 10 0.52 nó 1000 m, tải 19 kg, nhưng mà khi lên số 16 0.66 tải 28 kg nó chỉ còn có 600 m thôi, cả nhà thấy không? Nó chỉ còn có 600 m thôi. Đó. Nên anh em nên cân nhắc, ví dụ mình cần size lớn, quýnh cá lớn, mình cần size lớn đánh biển thì mình chọn những size 16 nè, rồi 18, 18 ha, 20, 20, rồi 22, 22, tới nữa là 24, những size lớn là em còn đầy đủ nè, 24, 26, 28 và 30. 30 là size khủng khiếp nhất. Nó tới 30 nó tới 0.91, nó gần dây 1 chấm luôn cả nhà. 0.91, lực tải là 46 kg, lực tải 46 kg, chiều dài chỉ 300 m thôi. Thì hàng này anh em có thể vô máy ngang hoặc là những dòng máy khủng khủng á, gọi là khủng khủng á, đi câu biển, câu cá ngừ, cá đại dương gì đó. Đó, để săn hàng thì đa số hàng này người ta câu biển là nhiều. Size 0.30 hoặc những người dùng cái size 0.30 để làm câu đường á cả nhà. Câu đường tại vì có một một vị khách ở tỉnh nào em không nhớ tên, mua hai cuộn 30 về để làm câu đường. Làm câu đường á, hoặc là những anh khách mà chuyên đi câu biển, mua những size lớn không à? 28, 30, 26. Hỏi ra là chỉ là anh em câu biển mới dùng thôi, tại vì sông hồ em nghĩ là từ 10 nè, 12, 14 là hết sức rồi. Nhiều anh em á, câu giải, nhiều anh em câu giải, câu cá tra là câu 14, 16. Ví dụ câu dịch vụ mà câu cá thịt á, 12, 10 là đã vừa rồi cả nhà. Đó. Thì hàng này á rất là chuẩn nha, rất là mềm và rất là mượt luôn. Đó. Độ dai cực kỳ dai, anh em nên mua những dòng này mà dùng. Thì nói chung cái giá thành hiện tại em đang bán ra với giá là 385.000. Tại giá này giá niêm yết công ty, giá niêm yết công ty ha cả nhà. Thì đặc biệt anh em mua một cuộn nội ô thành phố là bên em sẽ bao ship, không tính tiền phí. Còn đi tỉnh là phí 30.000. Anh em có thể lấy một lần hai cuộn như thế này, lấy một lần hai cuộn.
thì bên shop sẽ hỗ trợ miễn phí ship và tặng kèm một bịch khóa Shimano, khóa Shimano hai dòng đó, cái dòng khóa Nhật á, gọi là khóa Nhật luôn á đó, một cuộn. Nếu mà đi tỉnh là phí 30, 385 cộng 30 cho em, còn nội ô thành phố là bên em sẽ bao ship. Ok, còn khi anh em mua một lần hai cuộn, bên shop sẽ hỗ trợ miễn phí ship, miễn phí ship nha đó, và tặng thêm một bịch khóa. Riêng về riêng một cái chính sách nhỏ nữa, anh em nào tới shop lấy một cuộn video shop như này, shop tặng ngay một bịch khóa luôn, không suy nghĩ ha. Tại vì nội ô thành phố em bao ship rồi, còn khi anh em tới shop mua em tặng ngay một bịch khóa luôn, không cần suy nghĩ. Ok chưa, trời lớn luôn á. Ok, thì nói chung clip này em đã làm hai clip về quảng cáo cước bill shop rồi, và có những clip test cước luôn, nên em cứ yên tâm mà dùng nha, cứ yên tâm mà dùng. Anh em có thể dùng size lớn để tấm nho cũng được, đa số anh em là dùng size lớn để tấm nho nè, size lớn để tấm nho, tại vì cái cuộn này rất là nhiều mét lợi. Hoặc là anh em có thể dùng xe lớn đi câu biển, nó tùy thôi, tùy theo mục đích người dùng. Có khá là nhiều cách để dùng. Có người đi dùng du máy, có nhiều người đi dùng câu đường, có người thì đi dành câu biển đó, có anh em thì mua về để dành tấm nho đó, tùm lum hết. Anh em thấy xe nào phù hợp nhất với mình thì mình nên mua ha. Xe lớn thì anh em có thể tấm nho, du máy câu biển, làm dây câu đường đó. Câu đường là cái gì? Câu đường ngoài sông á, chứ không phải là vô máy nha cả nhà. Còn những xe nhỏ nhỏ, ví dụ 5, 6, 7 thì anh em câu lăng xê, câu sông, câu cá nhỏ. 10, 12, 14 thì mình có thể câu cá lớn để dành săn hàng, hoặc là câu dồ dịch vụ, câu cá thịt đó. Còn cỡ 16, 18 thì anh em có thể đánh giải được luôn rồi đó, tại dây nó cũng khá là dai và khá là chắc. Ok, thôi clip này em xin kết thúc tại đây nha. Tại vì cước này em cũng nói nhiều lần rồi, nên là cái này chỉ là thông báo lại. Tại vì bữa giờ cái size 10, 12, 14 nó hết hàng, thì bữa nay nó vừa về có hàng, nên em làm clip thông báo thôi. Ok, thì cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ shop nha.